Một em máy chiếu có thể chiếu lên màn 150 inch mà có thể đọc file phim ổ cứng một cách mượt mà. Nhưng mà giá chỉ với 5 triệu thôi, rất là học sinh sinh viên, thì sẽ mang lại một cái trải nghiệm như thế nào nhé? Cùng Long phân tích trong video này. Ok, bây giờ bắt đầu thôi. Và đây là em máy chiếu Starview HD 350. Thì các bạn có thể thấy thì thiết kế của em này là dạng hình hộp cho mọi người. Đó, chiều dài nè, cũng như là chiều rộng và chiều cao của em này thì khoảng bằng một gang tay của mình, là rơi vào khoảng tầm 16-17cm. Mình thích nhất ở trên em này á, là cái phần bo góc này, nó sẽ tạo ra một cái cảm giác rất là mềm mại hơn rất là nhiều. Và hai bên hông này chúng ta sẽ có là những cái lỗ thoát hơi nha mọi người. Và khi mình trải nghiệm xem phim trên YouTube với em này thì cái độ tản nhiệt em này khá là tốt, cho nên là mình sờ vào cũng không quá là nóng đâu. Nhưng mà khi mình xem phim trên ổ cứng, xem Blu-ray á, thì nó sẽ nóng hơn rất là nhiều. Và phía mặt sau chúng ta sẽ có các cổng kết nối nha mọi người. Đầu tiên là có jack 3.5 hoặc là jack AV để chúng ta có thể kết nối với lại một em tai nghe hoặc là một em loa. Tiếp theo cho đó chúng ta sẽ có là cổng HDMI. Thì với cổng HDMI thì mình có thể kết nối với lại laptop của mình để trình chiếu slide hoặc là xem phim trên đó cũng được. Bên cạnh đó chúng ta sẽ có là hai cổng USB. Thì với hai cổng USB này thì mình có thể cắm trực tiếp một cái ổ cứng vào hoặc là một cái con dual thematic hoặc con dual proxy để tăng cái trải nghiệm xem phim của mình trên em máy chiếu này. Và tổng quan về mặt thiết kế của em này thì theo mình đánh giá cũng khá là gọn và nhẹ. Trọng lượng của em này đó khoảng tầm 1 ký mấy thôi. Rất là dễ cho mọi người để bỏ vào ba lô này, mang đi ra ngoài chơi. Và cũng khá là đa dạng cái cuộc kết nối để mình có thể kết nối với tai nghe hoặc là một con proxy để mình xem phim online được nha mọi người. Về mặt hình ảnh và công nghệ của em máy chiếu Starview HD 350 thì như lúc đầu video mình đã chia sẻ rồi thì em này có thể chiếu file ổ cứng một cách rất là mượt mà nha mọi người. Bên cạnh đó thì em này có thể chiếu lên màn 150 inch. Trong phân khúc chỉ với 5 triệu thôi thì rất là hiếm em máy chiếu này có thể làm được hai việc đó. Vừa có thể đọc file ổ cứng và vừa có thể chiếu lên màn 150 inch. Và hình ảnh của em này khi mà xuất ra trên màn 150 inch á, không có bị nhòe cũng không có bị mờ. Khi mình trải nghiệm trong gia đình của mình á, thì đâu đó khoảng tầm 120 inch là ok rồi. Nên là các bạn cứ yên tâm về mặt chất lượng hình ảnh của em này. Ok, thì bây giờ đến phần cân chỉnh của em máy chiếu Starview HD 350 này. Đó, thì mọi người có thể thấy thì khoảng cách từ vị trí đặt máy cho đến màn chiếu là đâu đó khoảng tầm 4m nha mọi người. Thì với vị trí này thì mình có thể chiếu lên màn 150 inch. Đó. Còn nếu mọi người muốn chiếu màn tầm khoảng 120 inch ở nhà mình thôi á, khoảng tầm 120 inch á, thì mọi người có thể đặt gần lại một xíu, tầm khoảng tầm 3m, 3m rưỡi là ok rồi. Và cái việc mà cân chỉnh em này á, với Thiên Vũ á, thì cũng sẽ khá là đơn giản thôi. Mọi người chỉ cần đặt đúng vị trí của em nó. Còn khi mà các bạn sử dụng ở tại nhà á, bên Thiên Vũ sẽ hỗ trợ các bạn hướng dẫn này cũng như là setup cho mọi người sẵn luôn. Mọi người chỉ cần nhấn nút và mọi người coi phim thôi. Các bạn có thể thấy thì cái độ nét của em này khi chiếu màn 150 inch á, thì nó theo mình thấy nó cũng đã hơi quá cỡ một xíu rồi, nhưng mà vẫn tạm chấp nhận được ở mới mức tầm tiền này. Và một nữa mình cũng sẽ setup em này ở vị trí gần hơn một xíu để có thể chiếu màn 120 inch để mọi người có thể so sánh được cùng một cái phước phim cùng một cái chất liệu màn chiếu này, để so sánh giữa màn khi mà chiếu 150 inch và chiếu 120 inch nó sẽ như thế nào nhé. Rồi thì bây giờ mình đã setup xong cái em máy chiếu Starview HD 350 này chiếu trên màn cũng cái màn chiếu đó luôn, nhưng mà tỷ lệ là 120 inch nha mọi người. Thì mọi người có thể thấy thì cái độ sắc nét của nó thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều so với độ cái màn khi mình chiếu một màn 150 inch. Và một cái điều mình ấn tượng nữa với em máy chiếu Starview HD 350 này đó là về độ sáng của em này. Khi mình test ở trong gian phòng này á và bật sáng đèn lên á thì em này vẫn ra được cái hình ảnh, nó không có bị chói hoặc là bị mờ hình ảnh đâu nha mọi người. Và về mặt hệ điều hành của em này á thì mình khá là đáng tiếc thì em này không có thể xem phim trên Netflix được, tại vì em này Netflix không có chính chủ. Nên là mình có thể đầu tư thêm một em dual thematic hoặc là dual proxy, tầm giá đâu đó khoảng tầm 3-4 triệu thôi, thì mình để tăng cái chất lượng xem phim online của mình lên. Tóm lại với mức giá 5 triệu thôi mà em máy chiếu Starview HD 350 này có thể làm được quá nhiều điều rồi, rất đáng để mọi người có thể đầu tư vào. Đặc biệt là những anh chị nào mà newbie muốn trải nghiệm xem phim cho ổ cứng thì em này hoàn toàn phù hợp. Và điểm trừ duy nhất trên em máy chiếu này đó là về cổng HDMI. Thì khi mình test á, với một em sao 3 GB1000 thì khi mà cắm HDMI từ em máy chiếu này qua em sao 3 thì không thể xuất ra âm thanh được. Thì theo mình đánh giá thì do là cổng HDMI này là cổng HDMI giả lập thôi, cho nên là không có thể xuất ra âm thanh được nha mọi người. Đó là một điểm trừ khá là lớn cho em máy chiếu Starview HD 350 này. Và mức giá hiện tại cho em máy chiếu này đó là 4.890.000. Các bạn hãy đến ngay showroom của Thiên Vũ để trải nghiệm trực tiếp em này và được nhận tư vấn cũng như là hỗ trợ chép phim trên ổ cứng nhé. Các bạn thấy video này hay, hãy like, share, subscribe để ủng hộ kênh Thiên Vũ. Và mình là Long, xin chào và hẹn các bạn trong video lần sau.